sẽ giới thiệu với các em các câu hỏi trắc nghiệm về hình học giải tích trong không gian OXYZ. Bây giờ các em sẽ đọc đề trên bảng và sau đó cô sẽ gợi ý cho các em giải từng câu hỏi trắc nghiệm. Mời các em xem câu thứ nhất. Câu thứ nhất, trong không gian OXYZ cho đường thẳng D có phương trình chính bắc x trừ 1 chia 1 bằng y trên 2 bằng z trừ 2 chia trừ 3 và mặt phẳng B 2x trừ y cộng z cộng 1 bằng 0. Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng D và mặt phẳng B. Thì ở đây có các đáp án để các em lựa chọn. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng B. Thì ở đây các em, đường thẳng D người ta cho là phương trình chính bắc là x trừ 1 trên 1 bằng y trên 2 bằng z trừ 2 trên trừ 3. Nếu mà mình đặt bằng t đi, nếu mà cô đặt là ba cái tỉ số này bằng t thì cô suy ra được x, y, z. X sẽ bằng là t cộng 1, y là bằng 2t và z là bằng 2 trừ cho 3t. Thì cái công thức này nó cũng chính là phương trình tham số của đường thẳng D đó các em. Và để tìm tọa độ giao điểm của D và B thì mình sẽ giải hệ phương trình gồm có 3 phương trình của đường thẳng và phương trình của mặt phẳng B. Bây giờ mình sẽ thế x, y, z vào phương trình của mặt phẳng B. Phương trình mặt phẳng B là 2x trừ y cộng z cộng 1 bằng 0. Thì các em sẽ thế cái công thức phương trình tham số của đường thẳng D vào đây. 2x nha các em, 2x là 2 nhân cho t cộng 1 trừ cho y là trừ 2t cộng z, z là 2 trừ cho 3t rồi cộng 1 bằng 0. 2 nhân x nè, trừ y là trừ 2t rồi z, cộng z là cộng 2 trừ 3t cộng 1. Để kem rút gọn, 2t trừ 2t hết, chỗ này là trừ 3t, trừ 3t, 2 cộng 2 là 4, cộng với 1 là 5, trừ 3t cộng 5 bằng 0. Như vậy là kem suy ra t là bằng 5/3. T bằng 5/3, kem sẽ thế vào, kem tính được x, y, x, y, z. T bằng 5/3 thì thế vào x nó sẽ là 8/3, y sẽ là 10/3 và t là 5/3 thì chỗ này z nó sẽ là trừ 3. Như vậy điểm M là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng B tọa độ sẽ là 8/3, 10/3, trừ 3. Vì vậy đáp án của mình là câu A các em. Đáp án là câu A, 8/3, 10/3 và trừ 3. Đáp án của bài số 1 là câu A. Cô mời các em xem tiếp câu thứ 2. Gọi H là hình chiếu vuông gốc của điểm A tọa độ là 2, trừ 1, trừ 1 lên mặt phẳng B. Phương trình là 16x trừ 12y trừ 15z trừ 4 bằng 0. Độ dài của đoạn AH là các cấp số chính là độ dài của đoạn AH để các em lựa chọn. Gọi H là hình chiếu vuông gốc của điểm A lên mặt phẳng B thì độ dài của đoạn AH chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B. Thì các em sẽ dùng cái công thức khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng là bằng trị tuyệt đối của AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Các em sẽ áp dụng công thức, các em thế tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng B. Như vậy là 16 nhân cho 2 trừ 12 nhân cho trừ 1 trừ 15, trừ 15 nhân cho trừ 1 rồi trừ 4, trị tuyệt đối nha các em. Chia cho căn bậc 2 của A lớn bình là 16 bình cộng B lớn bình là trừ 12 bình cộng C lớn bình là trừ 15 bình. Các em tính tử số 32 cộng 12 cộng 15 trừ 4 nó ra là 55. Ở dưới mẫu căn bậc 2 của 16 bình cộng trừ 12 bình cộng trừ 15 bình phương, các em bấm máy tính, chỗ này nó sẽ là căn của 625, nó là bằng 25. Chia tử nhân mẫu cho 5 nó sẽ ra là 11/5. Như vậy đáp án là
khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B chính là độ dài của đoạn AH là câu B các em, 11/5. 11/5 đáp án là câu B. Cô mời các em xem tiếp câu thứ 3. Cho 3 điểm ABC, điểm A có tọa độ là 1, 6, 2, điểm B có tọa độ là 5, 1, 3, điểm C tọa độ là 4, 0, 6. Khi đó phương trình của mặt phẳng ABC là gì? Để biết được phương trình của mặt phẳng thì các em cần tọa độ vectơ pháp tuyến, nó là tích có hướng của hai vectơ chỉ phương. Ở đây nó sẽ là hai vectơ AB và AC. Cô chọn là hai vectơ AB và AC. Vectơ AB, vectơ AC, các em tính tọa độ của nó. Lấy tọa độ điểm phía sau trừ tọa độ điểm phía trước. Tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A nha các em. Là 4 - 5, 1. 4 - 5, 1. Vector AC, lấy tọa độ điểm C trừ điểm A là 3 - 6, 4. 3 - 6, 4. Như vậy thì vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC có tọa độ là tích có hướng của hai vector chỉ phương AB và AC. Thì các em tính tọa độ của vector pháp tuyến 2, 3, 1, 1, 2 nha các em. Cái này là -5 - 4 là -20. -20 cộng cho 6 là -14. Rồi 1 - 3 là 3. 3 - 4 - 4 3 - 16. 3 nè, 3 - 16 là -13. Rồi độ cuối cùng 4 - 6 là -24. -24 trừ cho -15. 4 - 6 là -24 cộng cho 15 là ra -9. -9. Như vậy thì pháp tuyến mình có thể lấy là -14, -3, -9 hoặc là các em lấy vectơ cùng phương với nó là lấy đặt dấu trừ ra ngoài đi các em. 14, 13, 9. Mình sẽ lấy số dương cho nó đẹp, lấy vectơ cùng phương là mình lấy tọa độ vectơ pháp tuyến là 14, 13, 9. 14, 13, 9 thì chỉ có câu A hoặc là câu D. Chỉ có câu A hoặc câu D. Bây giờ mình sẽ thế tọa độ một điểm của mặt phẳng vào một phương trình. Mà phương trình nào mình thế vào được một đẳng thức đúng thì mình sẽ chọn các em. Ví dụ cô thế điểm C đi. C là 4, 0, 6, có số 0 thế nhanh hơn nè. Điểm C là nó sẽ thuộc mặt phẳng, tọa độ là 4, 0, 6. Ví dụ thế vào câu D các em, thế là x bằng 4, y bằng 0 và z bằng 6. Thì tại vì 4, 0, 6 á, 46 dương mà các hệ số nè, 14, 13, 9 dương. Như vậy là mình chọn là cái đáp án mà ở phía sau này có dấu trừ là đúng nè các em. Là -110 ở phía sau đó. Là mình sẽ chọn đáp án D. Chứ đáp án A là nó, tất cả hệ số đều dương thì mình thế tọa độ điểm C 4, 0, 6 vào là cái vế trái nó dương chứ nó không có bằng 0 được đâu. Vậy thì cái đáp án mình chọn sẽ là đáp án D. Các em thấy tọa độ điểm C vào, các em sẽ thấy là nó đúng. 14 - 4 cộng 13 - 0 cộng 9 - 6 trừ 110 bằng 0. Đáp án của câu 3 là đáp án D. Bây giờ cô mời các em xem tiếp câu thứ 4. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng D có phương trình chính tắc là x - 1 bằng y - 2 / 2 bằng z - 4 / 3 và mặt phẳng P có phương trình là 2x + 4y + 6z + 2021 bằng 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? D song song với alpha, D vuông góc với alpha, D cắt nhưng không vuông góc với alpha, D nằm trên alpha. Nhìn vào phương trình đường thẳng các em thì ta có tọa độ của vectơ chỉ phương là 1, 2, 3. Vectơ chỉ phương của D là 1, 2, 3. Vectơ chỉ phương của D là 1, 2, 3. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là 2, 4, 6 các em. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là 2, 4, 6. Như vậy các em thấy hai vectơ này là hai vectơ cùng phương. Vectơ N này bằng 2 lần vectơ A. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cùng phương với vectơ chỉ phương của đường thẳng. Như vậy là nó sẽ rơi vào trường hợp gì? Đây là rơi vào trường hợp vuông góc kem.
Đây là mặt phẳng nè, vector phát tuyến là vuông góc. Vuông góc với mặt phẳng mà nó cùng phương với vector chỉ phương, như vậy là đường thẳng D. Đường thẳng D thì nó sẽ song song với vector chỉ phương, hoặc là vector chỉ phương nó nằm trên đường thẳng luôn. Như vậy là vector N này là sẽ song song với đường thẳng D nè. Do đó là sẽ rơi vào trường hợp là D vuông góc với alpha. Là đáp án là câu B nha. Đáp án là câu B. Rất là nhanh ha các em. Vector N của mặt phẳng và vector chỉ phương của đường thẳng D là hai vector cùng phương thì suy ra là D vuông góc với alpha. Rất là nhanh. Mời các em xem tiếp câu thứ 5. Cho mặt phẳng P có hình chiếu của điểm O trên mặt phẳng P là điểm H có tọa độ là 2 - 1 - 2. Như vậy là OH vuông góc với mặt phẳng nha các em. Vector OH vuông góc với mặt phẳng. Tính số đo góc giữa mặt phẳng P và mặt phẳng Q. Và mặt phẳng Q x - y - 6 bằng 0 là có các đáp án là 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ để các em lựa chọn một đáp án. Cho mặt phẳng P có hình chiếu của điểm O trên mặt phẳng B là điểm H. Như vậy thì vector phát tuyến của mặt phẳng B sẽ là vector OH. Cô đặt là N1 đi nha các em. N1 là vector phát tuyến của mặt phẳng B là vector OH. Nó bằng tọa độ điểm H luôn là 2 - 1 - 2. Còn phát tuyến của mặt phẳng Q, cô ghi là vector N2 đi. Tọa độ của nó là 1 - 1 - 0. Tại vì đây không có z nè các em. Phương trình của Quy là x trừ y trừ 6 là 0 là không có z. Do đó tọa độ phát tuyến là 1 - 1 - 0. 1 - 1 - 0. Thì góc giữa hai mặt phẳng á, nếu mà mình gọi là mình gọi phi đi, là góc giữa hai mặt phẳng, thì cos phi nó sẽ bằng là trị tuyệt đối tích vô hướng của hai vector phát tuyến chia cho tích độ dài, chia cho tích độ dài của hai vector phát tuyến. Trị tuyệt đối của vector N1 nhân vector N2 chia cho modulus của N1 nhân modulus N2. Ở trên tử là tích vô hướng. Tích vô hướng nha các em. Hoành nhân hoành, 2 nhân 1 là 2, cộng tung nhân tung, trừ 1 nhân trừ 1 là 1. Cộng cao độ nhân cao độ, trừ 2 nhân 0 là 0. Chia cho căn bậc 2 của mô đun với N1 là 2 bình cộng 1 bình cộng trừ 2 bình. 2 bình cộng trừ 1 bình cộng trừ 2 bình là căn của 9. Căn của 9 là 3 đó các em. Rồi, mô đun của cái tên N2 là 1 bình cộng cho trừ 1 bình cộng 0 bình, đó là căn 2. Như vậy nó sẽ là 3, đơn giản với 3 hết nè. 1 trên căn 2 là căn 2 trên 2. Cos của phi là căn 2 trên 2 thì suy ra góc phi là góc 45 độ. Vậy câu này là câu đáp án là câu B. Như vậy câu số 5 đáp án là câu B các em. Góc giữa hai mặt phẳng là 45 độ. Cô mời các em xem tiếp câu thứ 6. Trong không gian OXYZ cho tuyến diện ABCD có tọa độ các điểm như sau. Tọa độ điểm A là 2 3 1. Tọa độ điểm B là 4 1 -2. Tọa độ điểm C là 6 3 7. Tọa độ điểm D là -5 - 4 - 8. Khi đó độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện là gì? Độ dài của đường cao của tứ diện mà đường cao kẻ từ D của tứ diện là gì? Cô viết tọa độ điểm A, B, C, D gần nhau cho các em xem nha. Điểm A là 2, 3, 1. Điểm A là 2, 3, 1. Điểm B là 4, 1, trừ 2. Điểm C là 6, 3, 7. Điểm D là trừ 5, trừ 4, 8. Rồi, bây giờ độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện các em. Thì độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện là khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng ABC. Cô ghi là chữ D nhỏ đi. D nhỏ. Thì hoặc là cô ghi đó là chữ H đi. Thì các em biết thể tích của tứ diện á. Thể tích của tứ diện ABCD hoặc là DABC thì bằng 3 lần diện tích tam giác ABC
Xin lỗi, cái này là 1/3 diện tích đáy nhân cho đường cao. 1/3 diện tích đáy nhân cho đường cao là 1/3 diện tích tam giác ABC nhân cho H. H là khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng ABC. Như vậy các em muốn tìm H đó các em. Do đó mình muốn tìm H là nó sẽ bằng 3V chia cho S. 3V chia S. V là thể tích của tứ diện, S là diện tích tam giác ABC. Mà các em muốn tính, các em muốn tính diện tích tam giác ABC á, thì nó sẽ bằng 1/2 mô đun, 1/2 mô đun vector tích có hướng của hai vector AB và AC. Đây nha các em, đây là công thức diện tích tam giác ABC. 1/2 độ dài của vector tích có hướng của hai vector AB và AC. Còn thể tích á, thể tích thì nó sẽ bằng 1/6 trị tuyệt đối. Các em lấy tích có hướng của hai vector AB AC, rồi sau đó nhân vô hướng cho vector AB, rồi các em lấy trị tuyệt đối lên thì các em sẽ được công thức thể tích của tứ diện. Như vậy bây giờ cô muốn tìm độ dài đường cao là bằng 3V chia cho S, thì cô sẽ tính S và cô tính V rồi cô thế vào nha các em. Và sau đó cô sẽ thế vào là mình sẽ dùng công thức là 3V chia S. Bây giờ cô sẽ tính tọa độ vector AB, AC và AD. Tọa độ vector AB, lấy tọa độ điểm B trừ điểm A nha các em, là 2 nè, trừ 2 nè, trừ 3. Tọa độ vector AC, vector AC nó sẽ là 4, 0, 6. Tọa độ vector AD, vector AD là lấy tọa độ điểm D trừ điểm A, nó sẽ là trừ 7, trừ 7, 7. Rồi, bây giờ cô đi tính tích có hướng của AB và AC. Tích có hướng của AB và AC thì tọa độ nó sẽ là 233112. Đầu tiên nó sẽ là -12, -12. Rồi tiếp theo là -12, -12 là -24. Cái cao độ của nó sẽ là 8. Rồi như vậy á, thì nếu mà mình tính tích vô hướng của vector AB, đây là tích có hướng của AB AC mà nhân vô hướng cho vector AD á các em, là -12 nhân cho -7. -12 nhân cho -7 là 12 nhân 7 nè. Cộng cho -24 nhân 7 nhân cho -7. -24 nhân -7 thì là 24 nhân 7 luôn. Rồi, cộng cho 8 nhân 7. Cộng cho 8 nhân 7. Cô rút số 7 làm nhân tử chung đi. 12 cộng 8 là 20. 20 cộng 24 là 7 × 44. 7 × 44. Như vậy thì cô sẽ tính được thể tích đó. Thể tích đó là sẽ bằng, thể tích đó các em, thể tích của tứ diện ABCD là 1/6 trị tuyệt đối. Đầu tiên là tích có hướng của AB, AC và sau đó nhân vô hướng với vector AD, trị tuyệt đối chia 6, đó là 1/6 7 × 44. Rồi, còn diện tích là một diện tích tam giác ABC là 1/2 mô đun của vector tích có hướng của AB, AC, có nghĩa là căn bậc 2 của 12 bình, 12 bình cộng 24 bình trừ 12 bình phương đó, cộng trừ 24 bình phương cộng 8 bình phương. Các em sẽ tính vậy, diện tích nó sẽ ra là 1/2 nè. Các em bấm máy tính, trong cái căn này thì 12 bình là 144, 24 bình, 24 bình nha các em, thì nó sẽ ra là 576. 576 8 bình là 64. Các em cộng lại nó sẽ là 14 nè, 512 8 nè, nó là 784, căn 784.
căn của 784 thì nó sẽ ra là 28 28 nha các em. Nó sẽ ra là 28, căn 784 nó sẽ ra là 28. Như vậy diện tích nó sẽ bằng là 14. Diện tích là bằng 14. Như vậy thì cái độ dài đường cao cần tìm. Như vậy mình suy ra là độ dài đường cao kẻ từ D là bằng 3V chia S. 3V chia S, 3V thì nó sẽ là 1/2 7 x 44 chia cho 14 các em. Chia cho 14. Thì cái đáp án của mình nó sẽ là kem rút gọn con số này. Kem rút gọn con số này. Thì cái này đơn giản nó sẽ là 2 44 chia cho 4 các em thì đáp án nó sẽ là 11. Đáp án nó sẽ là 11. Vậy đáp án của câu này là đáp án A. Đáp án của câu này là đáp án A các em. Khoảng cách của độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện là 11. Bây giờ cô mời các em xem tiếp câu thứ 7. Trong không gian OXYZ, mặt phẳng song song với hai đường thẳng D1 và D2 có vector phát tuyến là gì? Mặt phẳng song song với hai đường thẳng D1 và D2 có vector phát tuyến là, bây giờ mặt phẳng mà song song với đường D1 và D2 thì nó sẽ nhận hai vector chỉ phương của D1 và D2 làm hai vector chỉ phương của mặt phẳng. Do đó vector phát tuyến của mặt phẳng nó sẽ bằng tích có hướng của hai vector chỉ phương lần lượt của hai đường thẳng D1 và D2. Như vậy thì nhìn vào D1 này các em, nhìn vào phương trình đường thẳng D1, đây là phương trình chính tắc, thì ta có tọa độ vector chỉ phương nó sẽ là 2 - 3 - 4. Vector chỉ phương thứ nhất cô ghi là A1 đi, là 2 - 3 - 4. Vector chỉ phương của đường thẳng thứ hai cô viết là A2, là hệ số đứng trước chữ T á các em. Hệ số đứng trước T là 1, 2, - 1. 1, 2, - 1. 1, 2, - 1. Thì chỗ này cô nhắc lại. Câu hỏi là mặt phẳng song song với hai đường thẳng D1 và D2 có vector phát tuyến là gì? Thì vector phát tuyến của mặt phẳng chính là bằng tích có hướng của hai vector chỉ phương. Do mặt phẳng song song với hai đường thẳng D1 và D2 nên hai cái vector chỉ phương của D1 và D2 chính là hai vector chỉ phương của mặt phẳng. Từ đây cô tính được vector N. Vector N là vector phát tuyến của mặt phẳng bằng tích có hướng của A1 và A2. Các em tính tích có hướng tọa độ là 2, 3, 3, 1, 1, 2 nha các em. Cột tọa độ thứ 2, thứ 3 nhân nhau nè, 3 trừ cho 8 là trừ 5, 4 x 1 là 4, trừ cho 2 nhân trừ 1, như vậy là 4 cộng 2 là 6, 2 x 2 là 4, trừ cho trừ 3 nhân 1, 2 x 2 là 4, cộng với 3 là 7, trừ 5, 6, 7. Kem kiểm tra coi là ABCD mình chọn đáp án nào, trừ 5, 6, 7 là đáp án D, trừ 5, 6, 7 kem, đáp án D, đó là câu thứ 7. Cô mời các em xem tiếp câu thứ 8. Cho mặt cầu tâm y có tọa độ là 4, 2, - 2. Bán kính R tiếp xúc với mặt phẳng B 12x - 5z - 19 bằng 0. Khi đó bán kính R bằng bao nhiêu? Mặt cầu có tâm y 4, 2, - 2 bán kính R và mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng B. Mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng. Như vậy thì bán kính R chính là khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng B. Như vậy là các em cần tính cái khoảng cách này. Cái công thức này là trị tuyệt đối nè. AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Ở đây x0, y0, z0 là tọa độ điểm y á các em. Các em thế vào phương trình của mặt phẳng B. Còn ABC là tọa độ vector phát tuyến của mặt phẳng B. Vậy ở đây cô thế nè. Thế tọa độ điểm y 4, 2, - 2 vào phương trình mặt phẳng.
12x trừ 5z trừ 19 bằng 0. 12 x 4 là 48, trừ 5z là trừ 5 nhân với trừ 2 là cộng 10 trừ 19, chia cho căn bậc 2 của 12 bình là 144, cộng trừ 5 bình là cộng 25. Cái phương trình của B là khuyết y các em. 12x trừ 5z trừ 19 bằng 0 là không có y, do đó nó sẽ là ở dưới mẫu nó là 12 bình cộng 0 bình cộng trừ 5 bình, nó khuyết y. 144 cộng 25 là 169, ở dưới mẫu là căn 169 là 13. Ở trên tử là 48 cộng 10 trừ 19 là ra 39 các em. 39. 39 chia cho 13. 10 trừ 19 là trừ 9 nè, 48 trừ cho 9 là còn 39, 39 chia cho, ở dưới mẫu này á là 39 chia 13, vậy mình tính ra là 3. Đúng rồi, ở dưới là căn 169 là bằng 13 đó các em. Vậy đáp án của mình là 3. Đáp án của mình là 3. Vậy là bán kính R, mặt cầu tâm Y bán kính R tiếp xúc với mặt phẳng P, khi đó bán kính R bằng khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng, mình tính được là bằng 3. Đáp án là câu D nha các em. Câu D là bằng 3 nè. Mình chọn là số 3 đó. Mời các em xem tiếp câu thứ 9. Câu thứ 9. Trong không gian OXYZ cho 4 điểm ABCD. Điểm A là 111, điểm B là 121, điểm C là 112 và điểm D là 221. Tâm Y của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tọa độ là gì? Tâm Y của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tọa độ là, vậy là tìm tọa độ tâm của mặt cầu. Nếu mà cô gọi phương trình của mặt cầu mà cô xét cái phương trình tổng quát đó các em, x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2by trừ 2cz cộng d bằng 0. Nếu mà mình xét phương trình của mặt cầu dưới dạng x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2by trừ 2cz cộng d bằng 0 thì tọa độ của tâm sẽ là AB, ABC. Và mình có 4 điểm ABCD thuộc mặt cầu. Bây giờ các em thế tọa độ 4 điểm vào cái phương trình này, các em giải thể phương trình sẽ tìm được ABC và D. Bây giờ cô thế điểm A tọa độ 3 số 1 vô. 3 số 1 nha các em. Điểm A thuộc mặt cầu. Điểm A thuộc mặt cầu á, điểm A là 1, 1, 1. Thì cô thế vô đây là 1, 1, 1 và 3 nè. Trừ 2A, trừ 2B, trừ 2C, cộng D. X, Y, Z là 1 các em. X, 1, Y là 1, Z là 1. Vậy là trừ 2A, trừ 2B, trừ 2C, cộng D. X bằng 1, Y bằng 1, Z bằng 1. Thì chỗ đó là 3, chuyển vế là trừ 3. Điểm A thuộc mặt cầu là cô suy được phương trình này. Điểm B là 1, 2, 1 các em. Là X bằng 1, Y bằng 2, Z bằng 1. Cô thế vào là trừ 2A, y là bằng 2, chỗ này là trừ 4B, trừ 4B, trừ 2C cộng D, tọa độ 1, 2, 1, 1, 2, 1. Thì ở đây nó sẽ ra 6, chuyển vế là trừ 6. Đến điểm C nha các em. Điểm C là 1, 1, 2 thuộc mặt cầu, thì cô thế nó sẽ được là trừ 2A, trừ 2B, trừ 4C cộng D, 1, 2, 1, 1, 2, cũng xem 1, 2, chuyển vế là trừ 6 luôn. Điểm D có tọa độ là 2, 2, 1. 2, 2, 1 cô thế vào là trừ 4A, trừ 4B, trừ 2C, cộng D. 2 bình phương là 4, 2 bình phương là 4, 1 bình phương là 1, cái này số 9, chuyển vế bên đây là bằng trừ 9. Trừ 9. Bây giờ các em giải cái hệ này thì có thể là các em bấm máy tính nó cũng được, hoặc là các em nhẩm cũng được, các em tính tay cũng được, tại vì nó có những đại lượng giống nhau, tính rất là nhanh. Các em lấy phương trình thứ nhất, các em trừ phương trình thứ hai, phương trình thứ nhất trừ phương trình thứ hai thì nó sẽ ra là chỗ này, phương trình thứ nhất trừ phương trình thứ hai là mất A nè,
B trừ xuống đây nè, trừ 2B trừ cho trừ 4B nó sẽ ra là 2B. Mất C mất D nè, nó sẽ bằng là 3. Như vậy là B là 3 phần 2 đó các em. B là 3 phần 2. Nếu mà các em lấy phương trình thứ nhất mà các em trừ phương trình thứ ba, phương trình thứ nhất trừ phương trình thứ ba là mất A nè, mất B nè, nó sẽ ra 2C. 2C bằng 3 luôn, vậy là C cũng bằng 3 phần 2. B là 3 phần 2, C là 3 phần 2. Như vậy là chỉ lúc nhìn trên đây là các em chỉ chọn được đáp án là đáp án C rồi đó các em. Mình chọn được đáp án C, mình chưa giải hết nhưng mà mình chọn được đáp án C rồi đó. B là 3 phần 2 nè, tọa độ ở giữa là 3 phần 2, tọa độ cuối là 3 phần 2 nè. Là đáp án của mình phải là đáp án C. Là mình giải BC là mình biết được đáp án tâm của mặt cầu là 3 phần 2, 3 phần 2, 3 phần 2 rồi. Nhưng mà thí dụ như cô nói thêm thôi ha, thí dụ như mình lấy cái phương trình thứ nhất trừ thứ hai rồi, thứ nhất trừ thứ ba rồi. Thí dụ các em lấy cái thứ nhất, xin lỗi, cái thứ hai trừ cái thứ tư đi, cái thứ hai trừ cái thứ tư là được 2A nè, mất B, mất C, mất D nè, nó sẽ được 2A, 2A là bằng 3, vậy A cũng bằng 3 phần 2. Vậy thì tọa độ của tâm là 3 phần 2, 3 phần 2, 3 phần 2 là chính xác nha các em, nó là đáp án C. Mời các em xem tiếp câu thứ 10. Trong không gian OXYZ cho điểm A 1, trừ 2, 3, điểm B 5, 4, 7. Phương trình mặt cầu dẫn AB làm đường kính là. Các em hãy chọn phương trình của mặt cầu nhận AB làm đường kính. Các em nhìn thấy các đáp án ở đây bằng 17 nè, dưới đây bằng 17, câu B là bên phải là số 17 luôn. Câu C bên phải là số 17 và câu D bên phải cũng là số 17. Như vậy là cái bài này là bán kính của mặt cầu là căn 17 đó các em. Tất cả bán kính đều là căn 17, là giống nhau hết ở bốn đáp án. Do đó là nó chỉ khác nhau ở tọa độ tâm thôi. Trong không gian cho hai điểm AB, phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính. Như vậy thì tâm của mặt cầu là trung điểm của AB. Tâm của mặt cầu là trung điểm của AB. Các em lấy tọa độ điểm A cộng tọa độ điểm B chia 2. Chỉ vậy thôi các em. Tọa độ điểm A cộng tọa độ điểm B chia 2 nó sẽ ra tọa độ tâm của mặt cầu. 1 cộng 5 chia 2 là 3. Trừ 2 cộng 4 chia 2 là 1. 3 cộng 7 chia 2 là 5. Tọa độ tâm của mặt cầu là 3, 1, 5. Vậy đáp án các em chỉ có một đáp án đúng là câu B. Câu B là đáp án đúng các em. Tọa độ tâm là 3, 1, 5. X trừ 3 bình cộng Y trừ 1 bình cộng Z trừ 5 bình bằng 17. Đối với bài này, tất cả các số phía sau dấu bằng đều là 17 là các em không cần kiểm tra nữa các em.